tử cung lệch phải có gây nên hiếm muộn không? Em cưới chồng đã hơn 4 năm, đến hiện tại vẫn chưa có bé. Hôm trước em có đi khám hiếm muộn, mọi kết quả hoàn toàn bình thường. Tử cung của em bị lệch phải, liệu tư thế tử cung có ảnh hưởng đến việc hiếm muộn của em không à? Em gái thân mến, không biết em đã đi khám và kiểm tra những gì để được kết luận là bình thường, nhưng thực tế 4 năm quan hệ đều đặn mà chưa có thai, thì có lẽ em cần phải đi khám nhiều lần nữa để các bác sĩ cho em làm các xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu thì mới có thể tìm ra nguyên nhân được. Chứ để mà nói đến nguyên nhân gây vô sinh thì có rất nhiều, từ các vấn đề của vòi trứng, buồng trứng, đến cổ tử cung, âm đạo, nội tiết, chất lượng tinh trùng của chồng. Nếu em chỉ đi khám một lần và chỉ đi một mình, không kiểm tra sức khỏe sinh sản của chồng, thì các bác sĩ khó mà có thể tìm nguyên nhân và trả lời chính xác được câu hỏi này của em. Còn về tư thế tử cung của em lệch phải, thì trục và hướng của tử cung và cổ tử cung không liên quan đến khả năng thụ thai em à. Hơn nữa có những cặp vợ chồng vô sinh không rõ nguyên nhân, nghĩa là cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh, mọi điều kiện để thụ thai đều thuận lợi, nhưng lại không thể có thai được, mà họ phải nhờ đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản, thì mới có thể sinh con được. Như vậy thì em và chồng cần kiên trì đi thăm khám lại tại các bệnh viện chuyên về sản khoa và thực hiện theo đúng y lệnh của bác sĩ nhé. Chúc hai em sớm có tin vui. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.